đó đi. Ông thử coi ông còn sợ đến cỡ nào. Rồi, ông giới thiệu cho mọi người biết. Rồi, giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con Đa Minh Nguyễn Mộc Tỉnh ở thôn Na Lộc Bảo, Lâm Đồng. Con bị bệnh ung thư gan, viêm gan siêu vi A, và con đã được Chúa, được ơn Chúa thì giờ con đã khỏi 70-80% rồi. Chia sẻ cho mọi người, con đã được Chúa cứu chữa như thế nào, con được biết Chúa là sao, chia sẻ lại cho mọi người. Thưa cha, cách đây hơn 1 năm khi mà cơ thể con nó có dấu hiệu lạ thì con đều đi khám ở dưới trường đại ít, thì bác sĩ nói là khối u của con nó to đến 140 mấy, là gần bể rồi. Bác sĩ bảo nó hên hay không đó, mà nó bể nó chết. Thì bắt đầu lúc này con cảm thấy là con rất là buồn, và bác sĩ bắt đầu mổ cắt mất con một lá gan bên trái. Rồi sau đó là 1 tháng sau con đái khám lại thì nó mọc qua bên phải, không những nó mọc một khối u, nó mọc đa hổ, tức là nhiều khối u nữa. Lúc này con thấy thất vọng quá, nghĩ là đời con ngay hết rồi. Con chỉ trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ, con bắt đầu con hàng ngày con xin khấn Chúa và Đức Mẹ. Và tháng sau nữa con đang tái khám thì nó lại mọc to lên là 5 cm. Con thấy là xong rồi, đời con xong rồi. Con vẫn tiếp tục con khấn Chúa và Đức Mẹ, con nghĩ là Chúa và Đức Mẹ không thể bỏ con được. Thế rồi qua đợt tháng sau rồi con khám thì bác sĩ nói với con là ổn rồi, thì con ổn. Lúc này con không tin vào thai của mình nữa, là coi như tỷ số AFP, tỷ số ung thư của con là 1500, nó chỉ còn 96 thôi, mà khối u 5 cm, lớn nhất 5 cm, nó teo lại còn 2 cm à. Và bác sĩ coi như không có ví dụ hóa chất nữa, còn vô hóa chất 2 lần rồi, bác sĩ ngưng vô hóa chất luôn, nói là bây giờ nó ổn rồi. Coi như là bây giờ tạm thời về 3 tháng sau tái khám, 3 tháng sau đó tái khám là làm cho 3 tháng sau là con cuối cùng là con hơn 1 năm nay là con ngưng không được điều trị hóa chất nữa, và sức khỏe của con thì rất là khỏe. Con thưa cha, con là nghề nông nghề đã là coi như 60 tuổi rồi, con làm coi như là hôm hôm cả ngày đó, coi như là chẳng có ngày nào không làm, coi như là sức khỏe của con rất là lạ thường. Thì con nghĩ là Chúa và Mẹ cứu con rồi, thì con như bệnh của con nó được 70-80% rồi. Thì con cũng biết nghe cha rất là nhiều, là đã cầu nguyện cho rất nhiều người đã được lòng thương Chúa, giáo Chúa cứu khỏi bệnh. Thì con cũng biết làm sao mà nhiều cha ở đâu. Thì hồi trước con nghe nói cha ở trong Chi Hòa, bây giờ chẳng đi đâu, cũng là cơ may ở trong gần nhà thì mấy cô tổ chức đi xuống cha này, thì con cũng đi xuống cha coi như lần trước và lần này. Thì hôm nay con đến đây đứng trước cộng đoàn coi như chia sẻ, con đã được ơn Chúa và Đức Mẹ, và con cầu xin cha cầu nguyện cho con là còn lại 20% nữa là coi như là Chúa ban cho con dứt khỏi cơn bệnh ung thư quái ác này. Đây gửi tặng cho một cái món quà của lòng thương xót Chúa, mãi từ Bảo Lộc mà đi đây để mang cha làm chứng. Còn 20% nữa Chúa gửi đó, Chúa không lấy đời. Và Chúa sẽ trừ dần cho ông trả dần. Vì có khi ta biết rằng nếu mình phải thẳng, có khi mình lại quên mất Chúa. Đúng không? Nó là như vậy, rất nhiều người đã được ơn của Chúa, khỏi ra cái quên luôn, không một lời tạ ơn, rồi lại ngựa theo đường cũ quay trở về với đường xưa lối cũ, có bóng trăng vàng trăng đen đen đen. Không có con người mình nó vậy, người chị em, cho nên Chúa giữ lại cái đó để cho đó là cái ơn, giữ lại cái đó không phải là Chúa không thương không xót. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy toàn lũ dân chúng đông đảo, Chúa chạy lòng thương vì họ bơ vơ tất tử. Chúa
Chúa đã bỏ cái thành phố, bỏ cái chỗ đông người của Chúa vào nơi vắng vẻ rồi. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ tìm đến với Chúa. Ta trốn vào tận nhà bè, vào giáo điểm tin mừng này mà người ta vẫn tìm đến với lòng thương xót Chúa. Chứ thấy rõ ràng, mà bây giờ thì chả cần gì cả. Cái tên lòng Chúa thương xót đã ghi vào trong trái tim của anh chị em rồi. Có khi cái tên giáo điểm tin mừng nó ghi vào trong trái tim của anh chị em rồi. Cho nên chị em ở đâu cũng lặn lội mà tìm đến, giống như bài tin mừng ngày hôm nay những người dân. Họ lặn lội đi tìm Chúa vào nơi vắng vẻ. Nơi vắng vẻ thì khó tìm lắm. Nó không có bản đồ, nó không có bản chỉ đường, nó không có đèn xanh đèn đỏ. Nhưng khi người ta đã thương, khi người ta đã mến, khi người ta đã yêu rồi thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Có tình yêu rồi thì không có gì cản trở được. Có lòng thương xót Chúa rồi thì không gì cản trở được. Không có gì làm mình sợ và không ai có thể đe dọa được mình được. Tin ơi! Người nào mà tuổi thứ tư tuần trước con đã tới đến đây.